Các bạn, mình đã trở lại với kênh video của mình chiều ngày hôm nay á. Ngày hôm nay mình làm việc khá là mệt, tại vì đây là thời điểm về cuối năm rồi, hầu hết tất cả những cái hồ sơ của các khách hàng ở bên mình á, mình đã làm xong rồi các bạn, và đã nộp xong. Bây giờ thì nó không có quá nhiều việc nữa, nhưng phải chuẩn bị những cái hồ sơ mà vào đầu năm á các bạn, đầu tức là sau Tết dương âm lịch á, thì mình sẽ phải nộp. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình chia sẻ cho các bạn, và đang có ý định để nộp hồ sơ đi Canada hoặc là nộp hồ sơ đi Úc. Tất nhiên là chỉ chia sẻ cho các bạn, và ở trong những cái đoạn video lúc trước các bạn theo dõi ấy, các bạn thấy mình đã chia sẻ khá là nhiều về các cái cách mà để đặt lịch hẹn của VFS này, hay hoặc là lấy sinh trắc vân tay á, hoặc là bạn là nộp hồ sơ như thế nào, các tiêu chuẩn của hồ sơ cơ bản đó. Nhưng hôm nay mình ở đây mình có một cái bộ hồ sơ mà mình đã hoàn tất rồi các bạn ạ, và để mai mình sẽ đi nộp cho khách của mình nhé các bạn. Các bạn nhìn này, đây là một cái bộ hồ sơ của Canada, và trong này đã có sẵn lịch hẹn rồi. Các bạn nhìn là nó rất là dày nha các bạn, và giống như là một ram giấy A4 luôn, các bạn nhìn thấy không này, như vậy luôn này, giống như ram giấy A4 nhỉ. Cho nên ấy, thông qua cái video này á, mình muốn chia sẻ với các bạn những cái bạn là nếu là khách hàng tương lai ấy, của các dịch vụ, các bạn cần hiểu là làm để mà những cái dịch vụ này hỗ trợ bạn chuẩn bị những cái bộ hồ sơ này, cũng như khai báo các thông tin ở trên lãnh sự á, của các nước giống như Canada, Úc và các quốc gia châu Âu các bạn, hoặc là Nhật Bản thì Hàn Quốc thì nó dễ hơn, nhưng những quốc gia này là rất là cực nha các bạn. Tại vì ấy, có nhiều những khách hàng bảo là agent tức là dịch vụ đâu có làm cái gì đâu, họ chỉ có làm mấy tờ giấy thì sau đó hồi lát nữa là họ ăn tiền. Nhưng xin lỗi các bạn, thay mặt tất cả các dịch vụ khác là Jesse sẽ nói với các bạn là làm hồ sơ mới biết được. Mình phải phân tích những cái dữ liệu đó nó phải khớp với nhau. Mấy hai nữa là mình phải xem xét tỉ mỉ những cái hồ sơ, những cái lỗi ở trong hồ sơ, thì sau đó mình hướng dẫn cho khách hàng của mình điều chỉnh lại hoặc xin lại những cái giấy tờ đó trong một cái bộ hồ sơ như vậy các bạn. Hồ sơ như này nó sẽ bao gồm những phần như sau. Phần thứ nhất hôm nay là chia sẻ như thế này là cụ thể lắm đấy nha. Đó là một phần phí nha các bạn, phần phí. Cái này tương ứng với 150 đô các bạn ạ. 150 đô này tại mình đem mình đổi tiền lẻ á, cho nên nó là như vậy. Đó các bạn. Mình đổi ra thành đồng đô la Mỹ rồi các bạn. Nộp ở Canada VFS á. Nếu bạn nộp hồ sơ giấy là các bạn phải chuẩn bị tiền mặt 150 đô nhé. Đây là thời điểm giá nộp vào tháng 12 năm 2019. Cái phần số 2 á, mà mình sẽ giới thiệu chia sẻ với các bạn đó, nó được kẹp cái cuốn hộ chiếu như này này. Các bạn coi này, kẹp hộ chiếu này. Đây là cái bao gồm mà những cái chi tiết như này. Ví dụ như là cái thứ nhất là lịch lịch hẹn nha các bạn. Cái lịch hẹn để mình lấy ở trên VFS á, là xin cái lịch hẹn đối với lãnh sự. Cái số 2 là một cái form nha các bạn, cái form điền form này, form này điền chỉ cần sai một tí thôi là bạn sẽ bị loại hồ sơ và phải đặt lịch khác, rất là cực luôn. Nên các bạn khi thuê dịch vụ là thực ra nó bạn có thể thấy đúng là nó mắc tiền thật ấy. Mình nói thẳng là như vậy, nhưng mà đây là một cái form nữa, nhưng ngược lại rồi là đáng đồng tiền bát gạo. Form là form family, bạn phải khai thông tin của gia đình của bạn vô. Rồi sau đó đây là một cái form nữa, cam kết về công việc của bạn, bạn phải ký tên ở bên dưới các bạn. Sau đó là một cái form nữa là cam kết về nơi cư trú của bạn. Những cái form này bạn phải điền rất là cực nha các bạn. Còn cái cuối cùng là diễn giải về những cái tài liệu mà bạn đính kèm ở trong cái hồ sơ này nhé. Những cái tài liệu mà bạn đính kèm trong hồ sơ này. Đấy, đây là phần thứ nhất, và bạn phải để cái lịch hẹn của bạn á, để lên như vậy á các bạn.
như vậy. Thì hồi lát nữa bạn vào check in, quầy check in bạn sẽ có thể đưa cho người ta cái lịch hẹn là một cách dễ dàng, người ta dễ xem xét cho bạn nha. Theo thứ tự bạn phải để như này này, 150 đô với một cái phong bì bạn để lên như này, như vậy đó. Đó, sau đó là phần kế tiếp đối với bộ hồ sơ này của mình làm cho khách này của mình khá là kỹ. Mình làm hồ sơ rất là chậm các bạn, không có nhanh được giống như những người khác được. Bạn nhìn thấy ở đây nó có một phần phần nó dày như vậy các bạn thấy không nè, thấy không, dày như này đó, tương ứng với khoảng cách chừng như này, thế này các bạn này. Đó là cái phần này á, là mình đã phân loại ra rồi bằng cái tờ giấy hồng, cách mỗi một loại được xếp ra thành những phần khác nhau. Ví dụ như đây là những cái hình ảnh về cái bằng chứng về cái chỗ làm việc của cơ quan của cái khách đó, rồi cái thư mời các bạn vân vân đó sẽ được xếp lên thư mời. Rồi sau đó bắt đầu là đến visa Hàn Quốc của cái người đó này, rồi kế tiếp là các bạn là đến cả lịch trình chuyến đi của người đó là các bạn này. Lịch trình chuyến đi là riêng về phần lịch trình của chuyến đi là các bạn nếu các bạn không biết cách làm thì khả năng rớt visa của bạn rất là cao, mặc dù lịch trình chuyến đi nó không phải là hàng đầu nhưng mà quyết định hàng đầu, nhưng mà nó phải chiếm đến tỷ trọng 30% tổng cái hồ sơ của bạn. Nếu lịch trình chuyến đi mà bạn không hiểu biết về khu vực mà bạn đến, bạn làm sẽ bị sai lịch trình chuyến đi và kết quả visa của bạn bị rớt là liên quan đến về lịch trình của chuyến đi. Các bạn nhớ rằng là hơn 90% lý do bị rớt có liên quan đến lịch trình của chuyến đi. Sau đó bạn phải đặt vé khách sạn ở trong này với bạn là đặt vé máy bay tạm thời cho chuyến đi của bạn và đồng thời bạn phải có bảo hiểm cho chuyến đi của bạn nữa các bạn thân mến. Rồi các thành phần ở bên dưới của cái bộ hồ sơ này á, giống như ở đây á, là cái khách này nó là một chủ doanh nghiệp thì kế tiếp sẽ là báo cáo thuế, rồi sử dụng tình hình hóa đơn, rồi hợp đồng thuê trụ sở công ty, rồi thì tờ khai về tư cách pháp nhân của công ty, giấy phép kinh doanh giấy phép kinh doanh này, biết lần này các hợp đồng kinh tế của cái công ty đã hoạt động làm ăn trong vòng là 6 tháng gần đây nhất, trung bình doanh thu là phải đáp ứng được tiêu chuẩn, là đối với cái trường hợp khách này mình đang làm đó là mình không 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 nói tên của công ty nha các bạn và tên khách. Như khách này là tổng thu nhập của công ty của họ là 270 triệu trong một tháng nha các bạn, và trừ hết tất cả chi phí rồi họ còn lãi được là 87 triệu một tháng, trung bình là về vốn chủ sở hữu đó, họ sẽ thu được 87 triệu một tháng. Để làm được cái hồ sơ đó, nó cần đến nhiều thứ lắm các bạn, nó cần đến kiến thức về kế toán này, cần kiến thức về tài chính, cần kiến thức về pháp luật, về chính trị, rồi cần đến cả kiến thức về nền kinh tế. Khi bạn phân tích cái hồ sơ đó cho khách hàng của bạn cũng như là những bạn đang coi cái video này á, các bạn phải biết được, nhưng mà mình nghĩ không có ai có thể là coi được một cái video của bên mình hướng dẫn mà từ đó có thể làm được cái hồ sơ hoàn chỉnh ngay lần đầu tiên, mà mình hy vọng là như thế. Nếu bạn có thể làm được như thế thì rất là tốt các bạn, nhưng thông thường sẽ phải mất nhiều lần, thậm chí là vài năm như thế thì bạn mới có thể biết. Mà lâu lâu bạn mới đi du lịch một lần hoặc là lâu lâu bạn mới nộp đi nước ngoài ấy, thì không ai muốn nhúng tay cho cái chuyện này hết tất cả. Bạn thuê dịch vụ và khi thuê dịch vụ thì làm ơn bạn hiểu rằng là chúng mình đang các cái dịch vụ đang sử dụng á, hết những cái trí tuệ mà họ có được để họ sắp xếp lại cái bộ hồ sơ của bạn cho nó hợp lý. Rồi ở đây nó có cả hóa đơn VAT nữa các bạn, chiết xuất ra hóa đơn VAT của cái công ty đó
là để giải thích rằng cái doanh thu đó, thu nhập đó nó phải ăn khớp với nhau các bạn, nó phải phù hợp á. Rồi tiền đóng, tiền thuế, tiền điện thoại, tiền internet, rồi tiền chi tiêu, chi phí cho sếp, bảng lương nhân viên hàng tháng. Bạn phải sau được ra những cái đó là một công ty có thật, và bạn đang đang thật sự nghiêm túc với chuyến đi của bạn đến Canada, Nhật Bản hoặc đến Úc. Sau đó là đến giấy tờ tùy thân của cái người đó. Đây là giấy phép kinh doanh nha các bạn, là giấy tờ tùy thân của người đó, thì bạn phải là cái phần phần số 2 các bạn. Bạn thấy nó dày không? Nó cũng chữ thế này các bạn, như thế không? Cái này đã được dịch thuật công chứng, và đó là cái sổ đất. Mình sẽ xếp cái sổ đất đầu tiên lên này, sau đó là đến cái phần về thông tin cá nhân của người đó, chẳng hạn như là tài khoản về tiết kiệm, tiền bạc các bạn, doanh thu, tài khoản tiết kiệm. Bạn phải giữ bí mật cho khách hàng của mình chứ không được sau lên, đó là nguyên tắc của nghề. Rồi các giao dịch của ngân hàng, chi phí hàng tháng, rồi tiền vô tiền ra, và bạn phải lấy tối thiểu nhất là 6 tháng. Ở đây mình lấy 6 tháng, một số nơi thì họ chỉ cần 3 tháng, nhưng mình cẩn thận mình lấy 6 tháng. Rồi sổ phụ ngân hàng xác nhận cuối cùng, số dư cuối cùng là bao nhiêu đấy. Rồi bảo hiểm nha các bạn, bảo hiểm là giống như bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ và cái người đó, hoặc là bảo hiểm xã hội đó. Ở đây cái khách này có đầy đủ hết các bạn, có cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi đủ tất cả các loại bảo hiểm. Tại là chủ doanh nghiệp thì làm hồ sơ nó sẽ dễ hơn các bạn nhé, dễ nhưng mà có rất nhiều vấn đề, và tất cả những cái tài liệu đó các bạn đều phải dịch thuật và công chứng hợp thức hóa ở phòng tư pháp nhờ các bạn. Tài liệu là không có được làm giả, tại vì nếu bạn làm giả bạn có thể bị phát hiện, và khi phát hiện ra thì bạn sẽ gánh chịu những cái hậu quả, cho nên là bạn tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến những cái việc như vậy nha. Giờ các bạn này, sau đó đến hộ chiếu, đây này, hộ chiếu photo công chứng nha. Rồi kế tiếp là sẽ đến visa của cái người đó. Cái người đó họ đã đi mấy nước rồi, đi Nhật Bản, đi Hàn Quốc, rồi đi Brunei, rồi đi Thái Lan cũng có luôn rồi này. Đây là một khách chủ doanh nghiệp, cho nên kế tiếp là đến các cái thư mời ấy, các bạn. Thư mời mà lúc chuyến đi lúc trước họ đi ấy, họ được mời ấy, nha. Rồi sau đó đến chứng minh thư nhân dân của người đó, xếp theo thứ tự. Nếu bạn là agent và bạn đang học về cái này thì bạn coi video của mình, và bạn cũng lỡ ra một ít. Rồi sau đó đến sổ hộ khẩu các bạn, sổ KTPA tạm trú tạm vắng của người đó, rồi chứng nhận kết hôn, rồi xác nhận là cái người đó không có tiền án tiền sự, họ là người lý lịch trong sạch, rồi khám sức khỏe là người đó có đầy đủ sức khỏe về vấn đề để cho cái chuyến đi du lịch họ không mắc bệnh gì hết. Cuối cùng đó các bạn, sau cùng là một cái bản văn bản tuyên bố các bạn, một cái văn bản tuyên bố của VFS, là tuyên bố là tôi chưa bao giờ có visa của Mỹ, chưa bao giờ có visa Canada trong thời gian 10 năm trở lại đây các bạn. Rồi đấy chính là một cái bộ hồ sơ. Mình hy vọng thông qua cái video này á, là các bạn sẽ vỡ lẽ ra được, biết được thêm phần nào về cái này, về cái bộ hồ sơ này nha các bạn nha. Đầu tiên á, sắp theo thứ tự ha, là phải là các bằng chứng về doanh thu của cái doanh nghiệp của cái khách đó nha. Trường hợp này khách này là chủ doanh nghiệp. Để sau đó là đến các cái bằng chứng về cá nhân của người đó nha, thông tin cá nhân đó, sổ hộ khẩu với sổ đất rồi tài sản các thứ nha. Sau đó là sắp theo thứ tự đó, doanh thu của công ty của người đó. Thì sau kế tiếp là lịch hẹn nha các bạn của VFS này,
lịch hẹn nha, để sau bắt đầu là đến các cái form mẫu ở trong này, mấy cái part four các bạn đã sắp theo thứ tự rồi, trên cùng đó là bạn còn mua một cái phong bì như vậy, rồi sau đó bạn để sẵn 150 đô nha các bạn, đổi thành đồng đô Mỹ. Sau đó bắt đầu bạn để vô đây, toàn bộ cái hồ sơ này nó được hoàn chỉnh nhé. Mình sẽ cho các bạn nhìn thấy sơ bộ như này, nó như vậy là các bạn giống như một gam giấy A4 nhé. Nên mình nói lại là bạn đừng có bảo dịch vụ không làm gì, ngoại trừ trường hợp nếu bạn dính dịch vụ họ chả làm gì cho bạn thật, còn lại dịch vụ làm rất là cực, và để cho bạn có được visa là phải thẩm định rất nhiều thứ nha các bạn nhé. Đây đây chính là cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh, từ trước giờ mình đã làm những cái bộ hồ sơ như này rất nhiều lần rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình, và mong các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh ở bên dưới. Mình sẽ có những cái chia sẻ khác nữa về vấn đề di trú visa cũng như là học tiếng Anh các bạn nha. Xin chào các bạn.